Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình và đến hẹn lại lên. Trong video hôm nay mình sẽ điểm qua về các cập nhật mới trong Epic 7 ở tuần cuối tháng 6 nha. Tiết mục đầu tiên là cốt truyện Moonlight Theater Day of Piercing Cold các bạn. Cốt truyện sẽ mở ra từ ngày 27 tháng 6. Các bạn sẽ chơi được trước Act 1 và Act 2. Từ ngày 4 tháng 7 tức là ngày ra mắt New Moon Luna, các bạn sẽ mở khóa tiếp Act 3 và 4. Và cuối cùng vào ngày 11 tháng 7 các bạn sẽ mở hai act còn lại là act 5 và 6. Điều kiện mở cốt truyện rất là dễ, các bạn chỉ cần hoàn thành màn 10-10 chương 2, tức là đánh xong con boss fastest. Những màn nào đánh xong boss rồi thì cốt truyện sẽ tự động mở. Đặc biệt là trong khoảng thời gian từ đây cho đến ngày 18 tháng 7 các bạn sẽ được xem truyện free, tức là không tốn vé để mở truyện và có thể thưởng thức hết tất cả những cái act luôn. Bởi vì act cuối cùng, act 5 và 6 nó ra mắt ngày 11 mà ngày 18 nó mới hết cái event này lận. Tuy nhiên sau ngày 18 tháng 7 thì chỉ còn có mỗi act 1 là free thôi, nên các bạn hãy tranh thủ khoảng thời gian này để vào cốt truyện Moonlight Theater nha. Bên cạnh đó, nhân dịp New Moon Luna ra mắt các bạn thì game sẽ có check in 3 ngày nhận quà. Thì mỗi ngày các bạn sẽ nhận được một phần quà nhỏ nhỏ là 3 cái lá vào những ngày 1 tháng 7, 2 tháng 7 và ngày 3 tháng 7. Một phần thưởng nhỏ coi như động viên tinh thần thôi, thì chú ý là các bạn phải log in đúng cái ngày để nhận được phần quà cho ngày đó nha. Event lần này không cho phép nhận mù các bạn, nên các bạn chịu khó chút xíu. Về banner Ray và Artifact Doctor's Bath thì sẽ diễn ra trong một tuần từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 các bạn. Kèm với đó là tuần cuối cùng của banner Wukong. Thì những bạn nào có nhu cầu summon Wukong thì nhớ để ý mất thời gian này. Về Boss Expedition thì chúng ta sẽ xoay tour boss mới từ ngày 1 tháng 7. Kỳ này thì sẽ có Moroi, tức là con boss ánh sáng, Simarcus là con boss hệ băng và Gigantes là con boss hệ bóng đêm các bạn. Thời gian xoay tour thì 30/6 hoặc 1 tháng 7 tùy vào server của các bạn. Coin Shop cũng sẽ xoay tour mới từ 1 tháng 7 luôn. Và Coin Shop Hero thường ngày này chúng ta có Lua, Bomb Model Kana và Senja. Coin Shop Galaxy chúng ta sẽ có Brightwitch Azeria, Orbital Vidrid và Belion. Skin của Pyra codename S sẽ được vào shop các bạn. Nếu các bạn lỡ miss cái Epic Boss thì các bạn có thể vào shop và đổi vé lấy skin. Và cuối cùng thì trong cuối tuần này, từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6, chúng ta sẽ có một cái event đổi đồ không tốn vàng. Nếu các bạn muốn chỉnh lại đồ hình thì các bạn có thể tận dụng cái cơ hội này nha, Free Unequip Event. Và đó cũng chính là toàn bộ nội dung cập nhật Epic 7 tuần cuối tháng 6 các bạn. Một bản cập nhật mang tính nghỉ dưỡng là chính, để chuẩn bị tinh thần cho New Moon Luna tuần sau. Thì hy vọng video này sẽ đem đến cho các bạn những thông tin có ích. Mình cũng xin kết thúc video này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Tạm biệt các bạn, bye. We'll be right back.